Đài Phương Nam. Vui lắm à nghe. Heo heo, gió thổi đầu non, mấy thằng say rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngồi đâu? Là tao à? Ai? Vợ mày nè. Vợ tao là vợ Đậu không? Đúng rồi. Vụ gì? Đứng dậy đi. Mày bà của nội tao hả? Mày bà của nội tao, mày có thấy tao đang nhậu không? Giờ chưa rồi, mày đứng dậy đi, tao nói chuyện với mày xíu. Tao ngồi đây mày nói tao vẫn nghe được. Tao vẫn nghe được, lỗ tai tao là lỗ tai người, chứ không phải lỗ tai cây. Mày hiểu chưa? Vợ thích làm gì làm đi. Mà giờ nè, tao bán đậu hũ còn xíu nè. Tao đau bụng quá à, mày đi bán giùm tao đi. Không lẽ là tao phan nó chơi vào đầu. Gì? Mày không thấy tao đang nhậu à? Hả? Câu chuyện bán đậu hũ là của ai? Thì của tao. Của mày thì mày đi bán đi. Mày không thấy tao bận nhậu từ hôm qua tới giờ. Sao mà tao đi bán được cho mày đây? Nhưng đây là trường hợp bất đắc dĩ. Mày bị cái gì? Bị đau bụng. Mày đưa đây tao giữ cho, rồi mày đi ra cho kiếm vô cái bụi nào mày. Rồi mày làm gì mày làm đi rồi tao. Không, tao không chịu đâu, không được. Là cái gì? Tao phải đi vệ sinh, tao về nhà tao đi vệ sinh mới được. Ở đây ghê lắm, tao không đi đâu. Đây mày đi bán đi, tao đi về nhà tao đi vệ sinh. Mày làm cho cả đời mày chưa bao giờ mày đi ngoài. Bây giờ một lần nữa là mày có đi hay không để tao coi chừng. Không. Bây giờ ra mày không đi phải không? Ông này. Ui da. Cái gì vậy? Trời ơi, chở bà bầu mà chạy cái kiểu gì không hiểu. Đó là khổ ghê. Còn mày bây giờ mày không đi không? Mày qua đây. Sao cũng không. Cái gì âm sầm hả? Tao đập cho mày một lần cho mày chừa cái bản mặt mày. Tao đánh con rồi mà sao? Trời ơi, cái thằng quỷ dịch này sao suốt ngày mày quýnh vợ mày hoài vậy mày? Chính nó. Mày không được quýnh nó nghe. Nó sao? Nó liền như chó, đi không đánh là được. Phải đập nó chứ. Bây giờ tao hỏi một lần nữa là bây giờ mày đau bụng mày vô chống đại mà cái bụi đó đi, tao kiểm tra giùm, tao canh chừng giùm cho, rồi mày đi trong đó. Nhưng con đau bụng hả? Đúng rồi, con đau bụng. Nhưng trời ơi, đau bụng sao còn đi bán nữa? Để thằng Đậu nó bán cho. Ý là con không phải đau bụng kiểu đó. Chứ đau bụng gì? Đau bụng kiểu khác nữa. Bây giờ tao hỏi mày đau bụng kiểu khác là cái gì? Tao có bầu. Thấy không? Tao bầu thì nó đại, có bầu đúng không? Có gì đâu, có bầu. Có bầu mày mừng chứ. Gì? Ê, đó là có bầu nha, không được quýnh nó nghe mày. Khùng sao đánh nó? Đánh nó cha con tôi sao? Có bầu hả? À? Ừ. Nhưng mà sao có bầu kỳ vậy? Trời ơi, cái thằng này ơi, vô duyên. Hổ vô duyên. Tao có bầu mà mày phải hỏi mày đi, chứ mày đi hỏi tao. Nhưng mà tao nhớ là, tao xỉn, tao nhậu không à. Tao với mày đâu có làm gì đâu. Có, dạ. Có hết á mà mày không nhớ á. Tao có bầu rồi đó, con của mày á. Rồi, được rồi. Tao bán cho. Nè. Sao mà còn nhiều vậy? Nhiều gì? Giỏi. Từ đây về sau là con phải đi bán để nuôi nó. Bởi vì nó có bầu, nó rất là mệt mỏi. Nó không có là làm lụng được, hiểu không? Hôm nay con sẽ bỏ nhậu để con đi bán lo cho vợ con ha. Đúng rồi. Sư huynh. Gì? Con nhận bữa nay sư huynh rảnh thiệt. Rảnh. Rảnh sao? Tại vì chở vợ đi đâu ạ? Thì bà cái bụng bầu quá trời bự rồi, đâu có để cho bà đi chợ đi bộ như vậy là nó tội nghiệp của đứa nhỏ trong bụng. Cho nên là phải chở bà đi chợ. Cái nhưng này... mà bà vừa vô chợ là tao con ngùng. Sao? Tao ghé cái quán kế bên tao làm hai xị gọi là xúc miệng. Đó. Nè, mình làm gì làm nghe. Về giặt cái đống đồ cho tôi nha. Rồi dọn dẹp cái giường ngoài sau nhà cho tôi nghe. Tuân lệnh vợ. Không có gì mà phải lo hết. Cái gì mấy chuyện đó là chuyện nhỏ mà, đúng không? Mình đàn ông là cái gì cũng phải có thường nó hết. Bây giờ tôi đi ra ngoài chợ tôi bán đậu hũ cho vợ luôn nè. Ví dụ đại ca mà rảnh thì đại ca theo đại ra ngoài xong cái thí dụ chưa có ai mua thì hai mình cười tép. Mày kêu ông là sư huynh đúng không? Đúng rồi. Mày phải học theo ổng. Học từ đây về sau phải giặt đồ cho vợ, quét dọn nhà cửa, cơm nước rồi cho vợ nghe con. Đúng rồi mày, từ nay về sau mấy cái đi bán này là mày phải đi hết á. Chứ mày tao mà không đi được đâu nha, tao đi hồi là tao bị mệt á. Yên tâm, tao thề trên miếng đậu hũ. Tao mà từ nay mà không có giặt đồ hay tao lo cho mày nữa thì tao không còn là đậu nữa. Mà cho tao thành bắp luôn là tao thề. Mày để cái miếng nó riêng chỗ khác để hồi nó bán tao không biết tao ăn là chết luôn á. Đậu cái miếng này chút xíu làm mồi của anh huynh đệ mà. Đi đại ca.
Ủa vậy tao đi chung luôn hả? Đi luôn đi. Ê, ê tao rau giỏi lắm á, có gì đâu phải tao rau cho mày biết được không? Rồi. Tao hổ nè, nóng đi. Đi một tiếng đồng hồ về giặt đồ đó. Sao? Ui, con dùng cái cách của gì sao á? Hiệu nghiệm nha. Không, mày cũng thông minh chứ ai nói mày ngu như vợ cậu đâu. Lâu lắm rồi con mới được một ngày thảnh như vậy. Ui, vậy em. Giờ làm gì ta? Đi chơi. Rồi chưa dám hành hạ tao hả? Bây giờ tao sẽ cho mày biết vợ thằng Đậu là như thế nào. Em ơi. Ê. Mày không? À. Mới đâu vậy? Thì mới đi bán về. Chắc không? Cho mày không thấy hết trơn tao Đậu luôn hả? Chắc nha. Ờ. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Lại đây. Há miệng ra. Hả? Trời! Ai da! Mày mới nhậu về đúng không? Tao đâu có dám nhậu đâu. Mày không nhậu đâu nghe mùi. Ai da! Cái mùi này mùi của hôm kia mà. Mùi gì? Mùi nhậu của hôm kia. Nhậu hôm kia? Ý là hôm qua mày không tắm hả? Mày dám không tắm hả? Ở vô. Thôi nha, vừa phải nha. Mày nghĩ sao mày bắt tao đi bán cả ngày về? Tao bán cả ngày về là tối mày kêu nó giặt đồ, rồi nấu cơm. Khuya mày kêu nó nấu mì gói cho mày ăn. Còn giờ tao tắm đêm nên cho tao bị chuột rút chết ra mày. Mày. Cái đó là chuyện của mày. Đó là chuyện của tao, mắc thì tao phải lo. Nè. Gì? Bây giờ tao đói bụng rồi đó. Tao ăn xoài bị sốt ruột rồi nè. Bây giờ đi vô chổng nấu đồ ăn. Xong mày vô mày làm đậu để mai đi bán. Ủa? Ê nó nghe nè. Ủa rốt cuộc là từ sáng giờ tao đi bán rồi mày ở nhà mày làm gì mà mày không chịu nấu cơm? Tao bận. Bận gì? Bận đi chơi. Trời mày ghen quá vậy. Thì sao? Tại vì mày có con của tao cho nên tao cũng đáng ngán, nhưng mà tự nhiên bắt đầu tao thấy quải mày có cái là tự nhiên sao mà tâm tính mày bắt đầu hung dữ, mày giống như chằn ăn chân quấn mày đánh tao hoài vậy. Bộ một ngày mày không đánh được là mày ăn cơm không ngon hả? Nè tao nói cho mày nghe, chứ hồi trước mày sao một ngày mày đánh tao 3 trận. Bây giờ ngày tao đánh mày có 4 trận, mày ngồi đó mày phân bì hả? Ê thôi đủ rồi nha, tao nhịn mày nhiều quá. Mày tao nhịn mày nữa. Mày ngon mày đập tao cái coi. Tao mà không đập mày tao làm con của con mày luôn á. Mày đừng có xạo. Mày xạo chó mày. Mày tính đánh tao hả? Chứ sao? Được rồi. Sao? Mày giờ... mày đụng nhẹ nó cái coi. Mày đụng nhẹ nó. Tao sợ tao không có đánh mày nữa. Tao đánh con mày. Ê! Mày làm gì vậy? Đánh con mày. Được không? Cái đầu nó nằm bên đây mày đừng chơi gì, chơi ngu mày. Không. Đầu nó nằm đâu tao biết. Tao ký mày. Ê! Nói mày ký nè. Nói mày ký đi. Mày ký vừa mày ký đâu vậy? Thôi ký mày ký vậy chứ cha. Tiền đâu? Tiền gì? Tiền bán hàng. Tiền bán hàng để dành để còn mua đậu về làm đậu rồi. Đưa, hỏi nhiều. Đừng đưa đăng ký đâu nữa. Tao mày đưa mày làm gì? Đưa đi. Tốc độ em. Cái gì đâu rồi mày? Có mày. Chắc nha. Chắc mày. Tao có hiệu lập mày á. Tao biết rồi. Mà mày lấy tiền chi nhiều hả? Bây giờ tao qua bà Sáu. Làm gì? Tao mua kẹo ăn bim bim. Ơi nó nghe nè. Ủa mày ăn kẹo gì bên chỗ bà Sáu mày ăn hoài vậy? Bên đó bộ bà bán kẹo gì kẹo mà dưỡng thai bên đó hả? Kệ tao hết ăn gì tao ăn. Giờ sao hả? Mày ý kiến không? Ý là... không rồi mày cứ ăn đi. Nói chung là kẹo nào hay gì mày thích gì mày cứ việc ăn đi. Mày ăn cho vừa lòng mày đi. Mày chỗ giặt đồ đi mày. Thanh. Trời ơi. Đây. Hai chú cháu mình hôm nay là cả tuần lễ rồi mình có được nhậu đúng không? Thôi, tôi không dám nhậu đâu. Trời ơi, nhậu gì? Con quỷ con vợ tôi, vợ nó hung dữ. Nó dễ nó hửi được cái mùi tôi, cái nó đánh tôi chết bà tôi luôn á. Không có đâu, làm gì mình cho nó hửi mùi chứ? Không phải không hửi mùi, làm sao nhậu không có hửi mùi được. Mà quan trọng là nó đánh tôi mà, đánh con tôi. Mà đánh con tôi là con tôi đau. Mà con tôi đau có nghĩa là tôi đau, mà chắc chắn là tôi phải đau hơn con tôi rồi. Ờ ha, sao con vợ mày nó khôn như vậy, tự nhiên bây giờ nó... Mày nói nó ngu chứ sao khôn. Con đó là vợ của thằng Đậu là tôi mà, nó nổi tiếng lên là nó ngu mà. Nó đánh kiểu đó là nó đánh vậy là, rồi con tôi nó bị chấn thương sọ não trong bụng mà sao? Ê, khoan đã. Gì nữa? Có cái điều này nữa nè. Gì? Vợ chú á. Ừ. Mang thai là
bà tính ra là cái hồi mà cái năm vừa rồi luôn đó, là trước gần tháng nè, là năm trước nữa. Ủa, bà mang thai kiểu gì mà cả năm rồi bà chưa đẻ kỳ vậy? Không, bà nói với tao đó, có nghĩa là bây giờ là bà lớn tuổi rồi, cái thai không phải giống như những người còn trẻ mà đúng 9 tháng 10 ngày sanh, nhiều khi của bà là 2-3 năm bà mới sanh. 13, 14 tháng, 2 năm còn chết. Cái chuyện phụ nữ mà tính toán làm gì, mình lo mình ăn nhậu là được rồi, hiểu không? Đâu có được, có cái gì đó, rồi xong tự nhiên cái đông mà có, xong... Thôi kệ đi, đợi tôi xíu. Nó rối quá mà, rồi, vô chờ đi. Nghe. Chờ được mà, chuyện nhỏ. Nhậu hả? Ê, cái này là rượu của tao nha, chứ không phải là rượu của chồng mày đâu nha. Dạ, không mượn ấy. Ủa, có cái chai nữa hả? Của tao 100% luôn á. Của chú đúng không? Ừ. Con đem đi đây. Đem đâu? Rượu của chú. Ừ. Thật ra đây là rượu của bà Sáu mà, đâu phải rượu của chú đâu. Chú rất dòm rượu của bà Sáu đúng không? Chú đừng có nói dối con biết hết trơn rồi. Bây giờ con đem qua con đưa cho bà Sáu, con mét cho bà Sáu biết. Chú á, giờ chuẩn bị tinh thần đi nha. Chúc chú thật vui vẻ và hạnh phúc. Đây, chú nhậu đi nha, nhậu sai nha. Bye bye. Trời ơi là trời, trời ơi, ai nói con vợ thằng đậu nó ngu đâu trời ơi, nó khôn bà cố luôn á. Trời ơi, cái điều này nó qua nó mé, nó về nó mé cho vợ tao là tao chết chắc luôn á. Thôi tao về đứng ngay đây. Trời ơi, cha ba chứ, đừng mé vợ chú. Rồi, chú làm xong hết rồi. Ủa sao kệ vậy? Mày buông tao ra đi. Mày buông tao ra, mày để cho tao chết. Cái gì vậy? Trời ơi, tao nói cho mày nghe, bây giờ không có rượu sống làm cái gì. Mày không nghe ông bà xưa người ta nói sao? Nam vô tủ như kỳ vô phong đó mày. Gì kỳ vô phong là gì? Giống như lá cờ mà không có gió nó yếu xìu như con gà chết vậy đó, hiểu chưa? Rồi sao? Bây giờ tao muốn chết. Thì muốn chết thì chết đi, tự nhiên thọ người ta vô nắm tay ta vậy. Nè, cái bờ kênh nằm sau lưng nè, tự nhiên nắm tay vậy là sao đi? Hả? Bây giờ tôi hỏi chú nè, chú chết để được cái gì? Thấy không? Cái người mà đáng chết là tôi nè. Người đáng chết mới là tôi nè. Sao tự nhiên mày đáng chết là sao? Tự nhiên chú là một thằng hai lúa ngời ngời như một thằng giang hồ trùm của cái thôn này. Về nhà là tôi tán vợ bóp đánh liên tục tiền. Tự nhiên bây giờ trở thành một thằng ở đời. Một ngày nó giật tôi 3-4 cử. Lỗ mũi lở trơn. Rồi đã vậy đồ bắt giặt đồ. Rượu thì không cho một giọt nào. Vậy thì sống làm gì hả? Để tôi chết đi. Để tôi chết đi. Hai chú chở mình đồng cảnh ngộ. Đàn ông mà không có rượu vô trong người thì làm sao mà nó sung được. Mà không sung thì đâu phải là đàn ông đó, đúng không? Thôi cái này bậy nè, cái này bậy lắm. Chú đừng có nói mà kỳ vô phong cái gì, giống như lá cờ thiếu gió gì. Mai là chú nói chú là yếu yếu vậy mà bụng của thím còn chà bá lửa chú, vậy. Chú nói là cái ý khác, mày hiểu cái ý gì vậy? Không, chứ còn gì nữa, ý là chú nói là thiếu rượu là không được, không sung đúng không? Không sung là không sung để làm việc, chứ không phải là không sung cái chuyện gì vậy? Không. Tầm bậy. Trời ơi. Nhắc giờ thèm rượu dễ sợ. Trời ơi, tự nhiên tôi đang không nghĩ cái chữ đó, tự nhiên bây giờ nhắc cái chữ rượu đó là thèm đây rồi nè. Rượu ơi rượu, đừng có nghe lời hai người đàn bà đó mà bỏ rượu, bỏ tụi tôi nghe rượu ơi rượu, đừng bỏ tụi tôi nghe rượu. Ê, cái gì? Vừa mới nói tự nhiên có nước rồi nè. Nước gì? Nước nè. Rượu. Cái gì? Rượu đế. Thiệt hả? Rượu đế hả? Trời ơi. Cái gì mà linh như mẹo vậy? Trời cho. Trời, đúng là chú ăn ở của Đức lắm nha. Giống như cái lời cầu xin của chú giống như là đã động tới lòng trời. Đúng. Trời ơi, bởi vậy nhìn cái mặt chú là biết con người ăn ở của Đức. Cảm ơn con. Nồi cái trán của chú là không còn một cọng nào người ta nhìn thấy là chú là ăn ở của Đức rồi. Cảm ơn con. Bây giờ, trời ơi. Cái gì vậy? Nói đi, đừng có uống cái này một lát mình cưa đôi. Cưa đúng rồi, ý là bây giờ uống vô tự nhiên hơi sốt ruột. Bây giờ đã động đến lòng trời phải không? Bây giờ chú cầu thêm mồi đi. Để mình cưa luôn cái được. Ông trời ơi, nếu mà đã cho tụi con có rượu rồi thì phải cho tụi con có mồi chứ, không có mồi uống khan nó kỳ lắm. Dễ gì quá. Ê gì? Ê hả? Cái mà mồi gì ông bỏ trong túi áo ông đem theo hả? Bậy làm gì có gì chứ đâu ra không biết nữa, tự nhiên mình cầu xin làm như là linh nghiệm vậy đó. Trời đất ơi, thiệt luôn hả? Thiệt luôn. Trời ơi,
chú ơi, cái này gọi là mình động tới lòng trời rồi, động luôn tới nguyên cái cung đình luôn rồi. Nếu mà linh vậy là tại mình phải tận dụng. Mình có hai điều ước rồi. Rồi rồi. Bây giờ mình còn điều ước nữa. Điều ước gì? Dạ, con cầu xin ơn trên, nếu đã lỡ thương chúng con xin hãy thương cho son. Xin hãy để cho hai bà mụ vợ kinh dị đã đài ải hai chú cháu chúng con sẽ không còn có mặt ở trên hành tinh trái đất đẹp đẽ nữa, mà hãy ở cái chỗ khu vực nào đó xa xôi xa xăm không thể nào đến đây được. Không gì vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Để mà ôi vợ tao mà biến mất thì lấy đâu trà đá cho mày chữa lửa hả đạo? Đâu có. Hay quá ha, có chút xíu rượu nói vợ này nọ nọ kia ha. Ước mà. Ước cái gì? Trả đi cái này của ở trên cho tụi tôi đó. Trên nào? Trên trời. Trời đâu ra? Nhìn đi, nhìn cái này là cái gì nè. Ê, nhìn đi, quen không? Quen. Tôi câu đó, tôi câu vô cho ông đó. Vậy là nãy giờ bà ở đây bà chứng kiến hết rồi hả? Hết trơn rồi. Rồi bà thả cái này ra cho tôi luôn hả? Chứ sao. Hay quá, vậy mà nó động lòng trời. Ai biết đâu tự nhiên nó hiện lên. Mày đi đó, mày đi về mày xây đậu đi kìa. Ngày mai đi bán, chuẩn bị luôn bông băng khúc nỏ đi. Tao về tao vớt mày ra khỏi cái trái đất mày luôn bây giờ. Đi. Còn ông, về giặt cái thao đồ cho tôi nha. Hả? Rồi rửa chén nấu cơm nha, xong đi lên giường nằm chờ đó. Làm gì? Ôm cái chổi lông gà theo một hồi về tôi quất. Phải ôm chổi lông gà nữa hả? Trời ơi cái gì vậy? Thứ gì? Lì lợm à. Nhậu nhẹt vô nói ba lăng nhăng. Lèm bì. Đi rồi hai chả đi rồi. Thảo quá, thảo quá. Trời ơi, thơm quá. Thơm quá. Ê. Dạ. Chỗ này được rồi vợ đậu. Không mấy hai dì cháu mình kiếm. Đi. Ngồi dạ? Đi. Ngồi mình làm sương. Xong mình ngủ một giấc cho đã rồi chiều mát rồi về. Thôi, kỳ lắm. Sao kỳ? Mình đã chơi là chơi tới bến chứ chơi gì sương. Trời ơi. Mày vợ đậu không ta? Vậy mà ai nói vợ đậu nó khờ đâu ta? Sợ ơi, lâu quá. Xong rồi. Anh ơn. Trời ơi, ăn nhậu phải từ từ chứ mày. Làm gì mà hối dữ vậy? Phụ coi cái con này. Để hai cái ly xuống. Ây da. Trời. Sao ăn kẹo hoài vậy? Ăn kẹo hoài là tiểu đường đó nghe. Ê nè. Con đừng có nói với Sáu là cái ổ kiến ở ngoài góc vừa là do bay tè bậy nên nó bị kiến bu nha. Gì vậy Sáu? Ai đâu mà đi tè bậy chỗ đó. Con cũng là con gái mà sao mà làm như vậy được. Gái gì có chồng rồi mà gái gì. Phụ nữ không có làm như vậy được. Biết đâu mày tệ như vợ đầu tao nói đó. Mà tối nay tính ăn gì? Ê, nó nghe. Công nhận dạo này á, đồ của Sáu với con lên dễ sợ luôn. Đúng không? Uống chai này đâu có si nhê đâu. Sao tính vậy? Bây giờ mình đừng nhậu trái cây nữa. Đừng nhậu đậu phộng nữa. Nhậu mấy cái đó riết mà không có đồ ăn ở trong người á, nó sẽ bị sơ gan cổ trướng, hiểu đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình nhậu đồ ăn ngon đi. Đồ ăn ngon. Nhậu cá rô bí chiên xù với lại bông bí xào tỏi. Ôi! Tươi. Chịu không? Vậy bây giờ Sáu chịu tiền rượu đi. Con chịu tiền mời cho. Yên tâm, rượu nhà cả đống, tha hồ. Ok, đây. Trời ơi, tiền đâu nhiều vậy bay? Trời ơi. Tiền đâu vậy? Tiền lấy hàng của chồng con á. Trời ơi con. Con lấy nhiều quá tội nghiệp nó, mày xài ít thôi. Lấy hết đi. Thôi lấy tờ này đi chợ đủ rồi con. Trời ơi, nhà nó giàu lắm, lấy cứ lấy đi. Thon. Trời đất quỷ thần ơi, tôi kêu đi chợ mua đồ ăn, ông mua bình sữa làm cái gì vậy cho nội? Thì bà sắp sanh rồi đúng không? Bà sắp sanh bây giờ mua để cho nữa cho em bé nó bú. Khi mà hết cái quá trình của nó rồi tới tôi bú. Bú cái gì? Nói cái gì vậy? Tôi nói bà không có hiểu, có nghĩa là bây giờ tôi còn răng cỏ thì còn đỡ. Mai mốt là răng cỏ nó rụng hết trơn hết trọi rồi thì chỉ có nước bú chứ có làm gì giờ, bú rượu á. Nè, cấm tiệc nha, không được nhắc tới rượu nha. Bà với con vợ con đậu này hai người là quá trời quá đất rồi, tôi làm đồ nhậu cho hai người nhậu không à. Đợi khi nào bà nhậu xong hết tàn tiệc rồi, còn dư lại lúc đó tôi mới ăn cái đồ thừa của bà đó, bà không thấy hả? Nghe nói tội nghiệp, ngồi xuống đi. Anh ngồi xuống đi, em nói cho anh nghe. Nói đi. Giờ anh hiểu rồi gì? Hiểu. Anh hiểu cái cảm giác mà vợ mà cả đời phục vụ cho chồng nhậu nhẹt say xỉn rồi gì? Thì giờ có gì đâu. Bây giờ tới thời của chị rồi. Nên nó quán đổi. Chị rồi. Luôn, chị luôn, lên chị luôn. Tới thời của em. Cho nên nó quán đổi là chuyện bình thường ha. Hồi đang phục vụ em đi nha anh. Ha, quán đi. Ôi da, từ. Để bà vô bà nấu đồ ăn cho ăn nha.
Nè bà nghe cho kỹ nè, chẳng qua trời là tại vì bà có bầu ha. Cho nên là bây giờ tôi chiều bà thôi đúng không? Chứ bà không có bầu không có cửa đâu cưng nghe. Biết mà, thôi gắn chịu đi, mốt con ra đời khỏe rồi, hết chiều rồi. Ờ mà sao ngạo, ngộ, cái này ngộ mà. Ngộ gì? Sao tôi thấy là người ta mang bầu là 9 tháng 10 ngày là người ta khai qua nữ nhị rồi nha. Còn bà đó nha, hình như là tôi thấy cái này là lâu lắm rồi đó nha, lâu lắm rồi đó, năm mấy rồi luôn á nha. Sao không thấy bà sanh nở gì trơn trời vậy? Cái này à, ông nhìn đi, cái tuổi của tôi, ông biết nhiêu tuổi không? Nhiều. 51 tuổi rồi, mà bây giờ đụng một cái có bầu. Làm ủa mà sao tự nhiên bà có bầu mới lạ nè. Đâu có cái gì đâu, sao tự nhiên bà có bầu? Chắc con tôi có bầu mình được à. Làm gì ông không có hùng ở chồng vậy? Ủa có không ta? Thôi mà đừng có than thở nữa mà, ráng đi 2-3 năm nữa con nó cũng ra đời thôi mà. Cái gì mà chữa trong cái 2-3 năm nữa mới ra đời? Nó nhiều quá, đi vô giặt đồ đi, rửa cái đống chén luôn giùm. Nè tôi nói thiệt với bà nghe, tôi hận mấy người có bầu lắm nha. Tự nhiên bây giờ tôi phải làm công việc nhà là sao? Tự nhiên bây giờ bà là vợ mà biến thành chồng. Trời ơi có cái chuyện mà ngược ngạo trên đời vậy trời. Chiều bà lần này thôi nha bà. Bà sanh cho lẹ nha. Trời. Quê dữ lắm rồi đó nha. Là quê đó nghe. Là quá con nó giật mình. Cô sao cô hay quá vậy? Chỉ cho con mấy chiêu đi. Chiêu gì con này? Dạ? Thì đó vậy đó, mang bầu thì ổng làm thôi. Trời ơi, sao sao lép vậy? Cái bầu con đâu? Cái bầu gì con có bầu đâu? Trời ơi, cái bầu độn đó. Trời cái ơi. Bầu độn? Đâu rồi? Ủa tôi không có đeo luôn á. Trời ơi. Ôi, trời ơi, nó đâu ta? À, con đem đi giặt rồi. Trời ơi, đúng là vợ thằng đậu à. Tại vì nó hôi quá, con đem đi giặt, lát con đem. Sao à, sao? Sao ơi? Cho con hai xị rượu. Sao rồi sao? Cho con hai xị rượu đi sao? Con vợ con ơi, ông nhả. Ây da, con... Ây. Cái thằng đậu kia, con vợ đang có bầu mà nhậu hả mày? Đó, nhậu chứ, giỡn hoài. Nhậu để mình thấy được ai mày đơ mặt rồi. Ê, vợ đậu nè, mà sao mày ở đây mày? À, nhậu cho cố vô, bây giờ bị sơ gan cổ trướng rồi kìa. Sơ gan cổ trướng, cãi nó. Nên cái này không phải là sơ gan cổ trướng mà là bầu á. Bầu á, con có bầu à. Bầu? À. Ông. Bầu gì? Mày à. Mày buông ra coi, tao đang có bầu mà mày bóp vậy là bể bụng bầu tao sao mày? Sao mày? À. Trời ơi. Ờ, chết con. À. Ý, hậu đậu quá vậy. Tự nhiên Em lặng. Tao đập banh cái quán này luôn bây giờ nè. Nè. Mày giờ một là mày biết điều á các bạn. Mày biết điều quá mày. Mày về mày làm ơn mày á, giặt đồ nè. Mày phơi đồ, lau nhà, nấu cơm này nọ. Mấy nay tao làm thấy mụ nội tao luôn. Bữa nay là tao không thể nào mà tao làm nữa. Tao đã tìm ra được cái cớ sự mà mày đã lường gạt tao rồi mà nhỉ. Cái chuyện gì mày cũng kêu tao làm tối đêm nữa hôm mày kêu anh ơi em thèm mì gói. Tao nấu cho mày một tô mì gói kêu mày kêu tao anh ơi em thèm hột gà tao phải ráng gà ngay chỗ cái chuồng gà. Nó đẻ được có hai trứng tao phải đập vô cho mày ăn. Tao thèm thấy mụ nội tao không mày. Tại sao vậy? Đừng có phá quán của Sáu. Bây giờ để xuống nghe Sáu nói. Bây giờ bầu vậy giờ sao đây? Hả? Để Sáu xử cho. Rồi ra đây. Cái con này sao bị hư quá vậy? Bầu. Sao con để chung eo vậy? Tại vì con thấy nó hôi quá con tính đem đi giặt xíu con đeo lại đâu mà. Con giặt con phải dự phòng 2-3 cái chứ. Hiểu không? Mày giặt cái này có cái khác mày đụng vô. Đi con cái mụn bây giờ nó Sáu ơi, Sáu ơi. Gì? Khô đâu, rượu không có khô rồi để làm cái gì hả? Nó nghe gán đi, gán chiều nay đi. Rồi Sáu làm cá rô chiên xù chấm nước mắm gừng cho con ăn nghe. Lần nói gì hết. Sáu. Tránh ra cho con nói chuyện với con sừng sẩu kìa coi. Đừng. Không ai vậy đi. Mày đi về đi để ngồi tao bể luôn á. Mày chỉ cần bước ra khỏi chỗ này là tao thiệt mày là không còn nhà bà Sáu về đây hết. Thôi cần phải đi về. Hai cái này là cái gì? Mà trả lời cho tôi biết coi hai cái này là cái gì. Để con trả lời giùm luôn cho. Còn cái bụng của bà nó nè, bà trả lời cho tôi biết coi cái này là cái gì. Nè, là giống cái này luôn nè. Có gì đâu. Là giả mày. Là giả đúng không? Bây giờ ông biết rồi nè. Tao sẽ
Hôm nay là tao sẽ đại diện cho cánh đàn ông mà dễ thương nhất của cái thôn này để tao đập vô cái bản mặt mày. Mày đã từng nói với tao là anh ơi em có dẻo như là Mai Sư Phong, hôm nay tao bẻ hết Mai Sư Phong luôn. Tao sẽ cho mày biết Mai Sư Phong là gãy xương như thế nào. Khoan. Bây giờ nghe chú nói nè, nghe sư phụ nói. Có nghĩa là mày biết cái sự tức của tao. Tao tức hai người đàn bà này đã gạt mình. Giả có bầu để cho mình phục vụ nó. Nè bây giờ mình phải làm sao đây? Ý của mày muốn như thế nào? Nói tao nghe coi. Chú để con, sư phụ để đất con. Bây giờ giả bầu để chi? Để mình làm lộn. Đó. Mình giặt đồ nấu cơm mà giặt chẻ đồ củi. Nấu cơm nè, chẻ củi luôn nè. Rồi đêm hôm còn hành mình nữa. Đã vậy bà này lôi đầu con vợ con nhậu mỗi ngày. Cái tiền hàng của con giấu rồi, con để trong ngay chỗ mà không ai thấy được luôn mà nó vẫn lôi ra. Bây giờ con không có tiền. Trả nó đi, trả nó đi. Mày đưa tiền lại cho tao, không thôi tao quýnh ba mày nhận không ra. Đưa tiền đó. Đà, sao còn có tờ mày? Trả hết đi chứ. Trả đi. Mày bầu giả mà còn diếm nữa hả mày? Con đâu có ăn cắp đâu, nó mua đồ ăn thôi. Không, mua đồ ăn gì? Đây, bây giờ tao nói thiệt mày, bỏ qua cái chuyện mày trả là tiền cho tao, nhưng tao vẫn bẻ xương mày đó. Một mình bẻ không được, phải hai người. Chú cũng vậy. Bẻ ai? Tức chú bẻ mình giữa chú nè. Để con. Bậy, bình tĩnh lại. Không nha. Đây là vợ của chú chứ không phải là vợ của con. Cái chuyện mà giải quyết để cho chú giải quyết. Bây giờ bà tính sao, bà muốn nói gì với tôi? Nói. Tại vợ đậu, không phải tại tôi. Trời ơi. Biết nó lâu lắm rồi mà nó vẫn tệ như vợ thằng đậu. Hai Phương Nam vui lắm à nghe. Đi, em đi ra đây. Từ từ. Nhanh lên, anh muốn nói bao điều thầm kín từ bấy lâu nay mà anh không dám nói. Cái gì mà thầm kín dữ thần vậy? Thì nói chung là những điều mà anh đã giấu trong lòng bao nhiêu lâu nay. Vậy hả? Nói đi, nói lại đặng tôi về tôi bắt gà nữa kìa ông ơi. Thầm, em sao vậy? Sao lúc nào em cũng gà hoài vậy? Thánh thần ơi, tới nghề của em mà bắt gà đặng giao cho người ta. Hôm nay đám cưới người ta đặt gà dữ quá trời kìa. Bây giờ gà quan trọng hay anh quan trọng? Gà. Gà. Thì anh biết mà. Cái gì? Chưa, không phải ý em là gà là cái công cụ để mà em mưu sinh. Đó, phải quan trọng chứ đúng không? Nhưng mà em cũng phải cần có một cái mái ấm gia đình. Thì biết. Thì biết anh cũng thì quan trọng không kém mà. Nói chung là bây giờ gà quan trọng, nhưng mà quan trọng là anh có thể chăm sóc được cho em. Thì sao? Thì bởi vì anh mới lo em ra đây nè. Thì nãy giờ tới chợ nè, nói lại đi. Nhưng mà mỗi lần gặp em á là chữ trong đầu anh nó bay đi mất tiêu chưa, không có nhớ gì hết trơn á. Đất ơi, có cần nhảy tắm cái chỗ tỉnh không? Chứ bây giờ anh gặp em là anh không nhớ gì hết á. Trời thôi về nghe, khi nào nhớ rồi tôi ra. Thắm vậy? Mỗi lần gặp anh á là em cứ muốn đi về không à. Chứ giờ anh không nhớ rồi đứng đây chi hoài, đặng về tôi còn làm chuyện nữa. Bộ em không muốn ở gần anh hả? Em đâu có thương anh đúng không? Anh biết mà. Thì có gì nói đi. Thắm, em có biết á là em đẹp lắm không? Nhiều người nói lắm rồi. Nhưng mà đẹp thì cũng có nhiều người đẹp hơn vậy. Không phải, ý của anh đó là anh đi làm á từ đồng bằng đi lên tới đồi núi, anh làm từ xóm trên tới xóm dưới, nói chung hóc bò tó là anh cũng trải qua đó. Bao nhiêu người nào anh cũng gặp. Nhưng mà sao không, tôi không có bằng ta đúng không? Không phải, em biết không, trong mắt anh á em là người đẹp nhất luôn á. Cho nên á, anh nghĩ á, em phải đi thi Hoa hậu. Trời ơi, cái gì á? Gì vậy anh Tài? Chiều cao em lý tưởng, thân hình em gì? Em lại đẹp nữa, em phải đi thi Hoa hậu. Thôi ông ơi,
tôi bán gà ngày lời mấy triệu bạc, tự nhiên giờ đi thiếu hậu tớ khùng quá. Bởi vậy không biết gì hết trơn á. Em không biết gì mà anh mới lôi em ra đây anh giải thích nè. Em biết không, bây giờ người ta đi thi hoa hậu, người ta đi xây dựng giá trị của mình, người ta tạo ra hình ảnh để người ta kinh doanh, người ta bán gà. Em biết không, lúc mà em đi thi hoa hậu, em thành hoa hậu rồi đúng không, là người ta tự tìm tới em, người ta mua gà ha, người ta mua sỉ mua lẻ, lúc đó em giàu to luôn. Mua sỉ mua lẻ hả? Đúng rồi. Hoa hậu hả? Đúng rồi. Nè, em biết hoa hậu biển không? Hoa hậu biển? Hoa hậu đồng bằng này kia đâu đó. Là sao? Là như vậy, là người ta bán cá, đúng không? Người ta bán cá xong người ta đi thi hoa hậu biển. Thì lúc đó người ta sẽ giàu có hơn, người ta bán được nhiều cá hơn. Rồi người ta làm ruộng, người ta đi thi hoa hậu đồng bằng. Thì lúc đó người ta kiếm được nhiều tiền hơn. Ý, hoa hậu biển với hoa hậu đồng bằng gì đó ha. Đúng rồi. Nghe nó đỡ sợ hơn hoa hậu gà. Hoa hậu gọi là trên cái hoa hậu gà nữa là hoa hậu gia cầm. Ôi trời ơi. Thôi, nghe gia cầm nó sợ lắm quý. Có gì đâu sợ. Gia cầm nhiều khi nó cúm làm sao. Cúm cái gì mà cúm. Bây giờ cúm á có vaccine trị hết. Cái gì? Có thuốc trị hết, mắc gì phải lo. Vậy hả? Ừ. Hoa hậu gia cầm hả? Đúng rồi. Trời ơi, nghe mắc cự vậy. Thật. Hả? Cho anh nắm tay em được không? Nắm nãy giờ rồi hỏi nữa quên. Thì tôi biết là em làm anh cảm động lắm không? Cảm động hả? Em giúp cho anh có bao nhiêu động lực, có bao nhiêu lý trí để làm tất cả vì em á. Em thấy anh sao? Lỡ nói mà mới không cưới tôi hả? Ông trời ông bẻ cổ á, lội họng á. Anh cưới em mà. Hả? Cưới hả? Cưới. Yêu. Ôi giời ơi, hẹn đi không có yêu. Cầu khí thế này. Bao nhiêu là chỗ thì không hẹn, ta đang biết yêu. Người ta đi khó rồi. Hồng. Này. Hồng. Hẹn tôi ra đây làm gì đấy? Thì anh có chuyện muốn nói mới hẹn em ra đây. Em có... Nói gì nói nhanh lên. Tôi còn phải về tôi bán thịt heo chứ kìa. 10 kg ba rọi còn phải đi giao cho người ta chứ. Anh có giao được cho tôi không? Em nghĩ đi, thân trai chán gì. Không lẽ anh không giao được cho em bao nhiêu ký ba rọi. Bây giờ em còn thiếu bao nhiêu anh mua hết. Thôi được rồi thôi, không ăn vở nữa. Nói gì nói luôn, đi thẳng vào vấn đề. Thật ra thì... Thì làm sao? Anh cũng hơi khó nói. Thế bây giờ anh có nói không? Tôi đi về nhá. Thật ra thì anh đi làm bao nhiêu năm nay, anh đi làm từ trong ra ngoài, anh đi làm từ Bắc vô Nam chỉ để dành tiền để về cưới em, để về muốn tỏ tình với em. Thật á? Không lẽ anh nói dối em? Em nhìn mặt anh đi, em nhìn anh xem. Anh có giả dối với em không? Nhưng mà... Trước nay chưa ai nói thế với tôi cả. Tự nhiên nghe thế nào? Em có biết là... Em đẹp nhất không? Trong mắt anh á, em là người đẹp lắm. Em giống như một thiên thần. Em là mặt trời. Em là động lực. Em là tất cả mọi thứ. Thôi, văn vở quá. Anh nói vậy mà em không tin hả? Anh thề luôn, anh thề với trời. Nếu như mà anh có nói dối em một lời nào á, cho trời đánh anh chết cũng được nữa. Nhưng mà em đẹp thật à? Em đẹp lắm. Trong mắt anh á, em vô cùng đẹp. Thật không? Em là lẽ sống của anh. Nhưng mà tôi vừa thấy anh thề nhỉ? Nam tử Hán đại trượng phu nhá, đầu đội trời chân đạp đất, thể nói được là phải làm được. Không nhá, con dao tôi còn vẫn để ở sạp thịt heo ấy, tôi cho tôi chặt chết. Em nghĩ là anh giả dối em vậy đó hả? Ai mà biết được. Vậy em có cho anh bán thịt heo chung với em không? Không biết. Chứ bây giờ em muốn làm sao? Thì thật ra ấy, thì bố mẹ tôi thì cũng muốn tôi lấy chồng sớm để còn có người về kinh doanh cái sạp thịt heo với tôi. Nhưng mà tôi xem thái độ anh như nào đã. Thì ý của em là em cũng muốn lấy chồng sớm lắm đúng không? Anh thấy à? Chứ Vậy em thấy anh sao? Em thấy anh có đủ điều kiện để về bán thịt heo với em không? Thì cũng được. Em nói đó nha,
không có ai có thể chiếm lấy em ngoài anh đâu nha. Tôi xem đã. Nhưng mà ít ra thì anh còn hơn cái thằng trai hiền mập ngoài đầu ấp á. Suốt ngày chê tôi già, xấu, không ai lấy. Ê này, ra đây mà nhìn này. Em nghĩ sao em so sánh anh với thằng Hiền đó? Nó lùn có một khúc à, đầu óc nó không có suy nghĩ. Anh nè, anh có cái đầu, anh lại được tí mã nữa, anh có thể làm tất cả để nuôi sống em. Đâu có như cái thằng kia, nghĩ sao em lại với anh như thằng kia. Tôi có thể tin anh không? Em tin anh đi, em tin anh một lần thôi. Anh hứa anh sẽ chăm sóc em suốt cả đời. Bây giờ tôi không cần anh chăm sóc tôi cả đời. Việc đầu tiên ấy, anh đi về anh giao 10 ký thịt. Ông ơi, thằng Tài. Sáu này kỳ cục, mới gặp con là kêu. Sáu, bây giờ là xong. Bỏ đi cái suy nghĩ của thằng Tài ngày xưa được không? Cái thằng Tài ngày xưa nó chết rồi sao? Bây giờ là con Tài công tử. Công tử hả? Công tử. Đâu đâu, mày sang vòng cho Sáu coi. Đây, đó. Trời ơi, y chang công tử luôn. Bảnh nào không? Chờ Sáu chút xíu nha. Sáu đi đâu? Đi lấy cuốn sổ nợ. Trời ơi, mày nợ mấy năm trời, bây giờ cuốn sổ nó móc meo lên hết rồi con. Sao rồi sao? Con đã muốn trốn nợ là con đâu có qua đây thăm Sáu làm chi. Nói chung là con muốn qua gặp Sáu là để xóa nợ, trả tiền cho Sáu. Cảm ơn con. Ê, nè, Sáu thấy không? Dạo này mày bảnh thiệt á. Bảnh không? Đẹp trai quá. Thấy à, thấy mặc đồ được không? Bận gáo chiếu như ca sĩ vậy. Ghê không? Dạ đẹp quá hả? Đẹp không? Đây cái áo này mua 30 ngàn không con? Trời đất ơi, Sáu. Giải này cũng đẹp á. Sao nghĩ sao cái áo này mua 30 ngàn? Ở trên chợ nó đổ đống, nó bán đồ cũ có 25-30 ngàn. Ôi trời ơi, cái áo này là ở trên Sài Gòn là áo hiệu. Con mua hả? Mà bây chắc Sáu cũng không đón được nhiều đâu. Nội cái nút áo không mà dư sức trả nợ cho Sáu. Là bao nhiêu tiền con? Con mua cái áo này gần 50 triệu. Mà Sáu, mày sai liếu dữ vậy trời. Liếu gì đâu, 50 triệu đối với con đâu có thành vấn đề sao? Trời ơi con ơi, 50 triệu người ta mua được nguyên cái tủ đồ. Bay làm cái gì bay giàu quá vậy hả? Thì ngồi xuống. Sáu hỏi chuyện cái coi. Kể cho Sáu nghe coi. Dạo này bay làm ăn cái gì mà giàu quá vậy? Thì nói chung là con lên Sài Gòn làm này làm kia. Làm này làm kia là làm cái gì? Là con làm bằng cái này và cái này. Làm bằng cái đầu và cái miệng. Chính xác. Ê, vậy là mày bán nước miếng hả? Gọi vậy Sáu có suy nghĩ gì đâu không à? Sáu suy nghĩ cái gì đó mà nó thoáng hơn, nó kiếm nhiều tiền hơn coi. Thì chắc mày bán đồ sơn đông mải vỏ hay gì mày rao đó, cao 20 ngàn, 30 ngàn, 40 ngàn đó là bán cái miệng. Đúng không? Sáu nghĩ coi, không lẽ con đi bán vậy rồi con mua được cái áo hiệu vậy, rồi con xài đồ hiệu vậy, rồi con bảnh bao vậy. Nói chung là con phải dùng trí óc, dùng miệng lưỡi của con để kiếm tiền, kiếm ra thật là nhiều tiền. Vậy hả? Miệng lưỡi, trí óc, mày suy nghĩ, rồi mày thủ đoạn, rồi mày nói chuyện. Ê, cái này mày giống dắt gái quá vậy. Sao nói gì vậy? Giờ Sáu làm sao? Bây giờ Sáu có muốn học hỏi không? Sáu muốn học hỏi đúng không? Nhưng mà con nghĩ với cái tầm của Sáu thì cũng khó đó. Nói chung là chắc con cũng khó chị Sáu lắm. Đó thôi, trả nợ đi rồi đi về giùm tôi cái. Sáu đừng có lo, nợ nần là con sẽ trả cho Sáu. Sáu đừng có lo. Bây giờ con hỏi ý kiến Sáu nè. Hỏi gì? Con nhìn Sáu thì chắc là Sáu đâu đủ đẹp hơn. Ê, xin lỗi nha. Mày đi hỏi hết mấy cái làng này nha. Mày hỏi từ ông Tư cho tới ông 11 đi. Người nào ông khen tao đẹp hết đó. Trời ơi, hồi trẻ hả, tao sắc nước hơn trời lắm rồi mày. Đừng mày đặt gì dễ Sáu rồi mày. Tính ra Sáu Con nhỏ Sáu nghe này nè. Nó lớn đi, có hai người thôi à. Nguyên cái xóm mình á, nhiều người hình như là cái đầu không có được bình thường sao? Cứ lúc nào cũng tự tin là cho rằng mình là người đẹp nhất. Đẹp nhất cái xóm mình hết. Ai con hỏi cũng tao là người đẹp nhất. Rồi bây giờ nè, bỏ cái gì, chuyện nó qua bên nè. Cái chuyện của con có mắc mới gì tới sắc đẹp của Sáu hả? Có chứ sao. Bây giờ nói tóm lại là mày làm cái nghề gì? Nói chung là liên quan chứ. Bây giờ nè, Sáu nghĩ đi. Sáu muốn kiếm tiền, Sáu phải đẹp. Sáu đẹp không quan trọng nha, mà phải có cái đầu nữa. Phải dẻo miệng nó mới kiếm ra được tiền. Mày nói đi nói lại vòng vòng, hồi tao thấy mày giống làm tú ông quá. Sáu nghĩ sao, nhìn con bảnh bao đẹp trai gì mà Sáu cứ kêu con làm tú ông hoài. Nói chung là con ở Sài Gòn, con nuôi mấy mẹ cá ở bên những cái quận sát đó. Thì bây giờ con trúng mẹ cá, con kiếm được nhiều tiền, con thành tài công tử. Ê, có lộn không? Sài Gòn đất chật người đông,
đâu ra có ao đó mày nuôi cá vậy trời. Sao không? Cặp Sài Gòn này kia, nhà bè này kia cũng bẫy đâu trời ơi. Ao cá đầy. Phải không? Con nói dốc sao làm chi? Mà sao vào được? Nói chung là đêm đêm con đi dân câu vậy đó. À giống cái bài hát mà em hồi anh đêm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi dân câu đó. Anh đi dân câu trên chiếc xuồng câu, anh có cây sào anh chống ào ào gió dạt vào. Rồi tao biết mày làm nghề gì rồi. Mày đi dân câu mày có cây sào hả? Vậy là cái này là mày mém về mày làm má mì rồi. Sao? Đêm nay trăng sáng mơ màng, vì em anh sẽ đưa nàng về Vinh. Thế thì à? Thì sao nè? Thì sao nè? À, nhưng mà em... Em nhớ anh. Em... Anh không nhớ em à? Biết là em nhớ, nhưng mà mình đâu thể nào ăn cơm trước kẻng vậy được. Với lại làm vậy cũng tội cho em. Mình không ăn cơm trước kẻng á. Nhưng mà... Em thích như thế. Ý em là em muốn gì? Em muốn gì á? Hôn em đi. Em ơi, cái mùi gì mà nó thối dữ vậy em? À, chắc là thôi em mới đi bắt mấy con heo về á. Trời đất ơi, em là con gái thì em phải biết giữ gìn vệ sinh chứ. Sao anh vô duyên đấy nhở? Anh cứ làm như là anh sạch sẽ thơm tho lắm ấy. Anh ngửi lại người mình đi, ngửi lại đi. Người gì đâu mà đàn ông toàn mùi gà ấy, chê người ta. Em nói gì mùi gà? Mùi gà là sao? Thì mùi gà của con Thấm này nè chứ sao? Thấm, không phải như em nghĩ đâu. Em nghe anh giải thích nè. Thôi khỏi, không có cần anh giải thích. Vậy mà ngày nào nói thôi, em là hoa hậu gà mái của lòng anh. Anh dám qua mặt tôi à? Thế mà anh dám nói là anh chỉ có một mình tôi thôi à? Chết cho tôi. Không phải. Nhưng mà mày cũng thử xem lại mày đi. Ủa? Rồi ôi trong cái đầu kìa, có khác gì con gà mái mơ không? Chắc làm như là mình xinh lắm ấy. Ủa thì sao? Trời ơi, anh khỏi có dòm. Cởi đồ ra đi. Mắc gì cỡ? Cởi đồ ra. Khoan. Trời ơi, con này, con gái tự nhiên kêu người ta cởi đồ. Ủa sao mất cười quá, cái bộ đồ này con mua chồng, bây giờ con phải đòi lại chứ, có quyền đòi mà. Nè thôi đó, bây giờ cởi đi, cởi nè áo nè, trả đây, cởi luôn quần. Thôi ối à, mua nguyên bộ mày sao? Thôi cho nó đi, thí bùm bùm cho nó đi. Bây giờ nè, mày trả nguyên cái đống sổ nợ cho tao. Sổ nợ không bữa hồng trả rồi chứ bộ. Hóa ra là bấy lâu nay anh lợi dụng tôi để tôi trả nợ cho anh à? Bây giờ nhá, thì tôi biết cái mặt sở khanh của anh rồi. Khốn nạn này. Trời ơi, bây giờ nhá, tôi đi dụ gái mà bây giờ bị gái hành đó trời. Trời ơi. Đến. Mày nói mày dùng cái não với cái miệng mày hay lắm mà, sao không vận dụng lúc này đi con? Trời ơi, mày nghĩ mày đẹp trai lắm hả? Tính về cái làng này săn cá hao tay hả mày? Ôi da, trời ơi. Sợ khăn. Hài Phương Nam, vui lắm à nghe. Như vậy là hợp lý nhất. Trời ơi là trời. Ủa tía? Tía cái gì mà tía? Cái xe tao đó, hồi đó còn chạy được 5-10 thước, còn mày mò vô mày sửa, bây giờ đó nó nằm y một chỗ một, vẫn muốn lòi con mắt luôn vậy. Cái xe hư thì bây giờ bán đi tía. Bán cái gì? Bán rồi lấy gì đi?
Thì bán thì mua xe khác đi tí. Ủa tiền đâu tí? Tiền đâu có vậy? Có bao nhiêu tiền tao gom góp cho mày đi học sửa xe hết rồi. Còn đồng nào nữa đâu? Rồi bây giờ mày về mày sửa ra nông nổi này nè. Thì con có đi học sửa xe đâu tí. Con lên Sài Gòn con. Ủa gì mày học vậy? Con học phong thủy. Ủa thần thiên địa ơi, đóng tiền cho mày học sửa xe mà mày đi học học phong thủy. Con đi học phong thủy mà tí. Nè tí, sắp tới nha, bây giờ con làm hết luôn. Bây giờ nè, con mới dời cái chậu bông qua đây luôn nè tí. Tí thấy không? Là sắp tới á, nhà của mình là làm ăn phát tài phát lộc, có rất là nhiều tiền, kinh doanh là nói chung là cái gì cũng có tiền hết á. Trời Phật thánh thần thiên địa ơi, cái cây của ta từ nào giờ nó ở ngoài kia, rồi bây giờ tự nhiên mày di chuyển nó vô đây, rồi mày tấn ngang đó, rồi cái đường đi của bà sao bà đi qua nhà bà được. Mắc mớ gì tía, bây giờ đất này là đất của mình, mình làm đây có gì đâu, bình thường có gì đâu tía. Làm như vậy mình mới có tiền, mà sắp tới cái xe này bỏ đi tía. Bỏ lấy gì đây? Thì đi xe hơi, có tiền thì mua xe hơi. Mày á, có đồng nào dính da đâu mà đâu đi xe hơi con. Thì bây giờ con mới làm phong thủy mới có tiền tía. Chừng nào có. Sao tía không bao giờ tin con hết á. Mà mốt á, đổi xe đi, chở tôi đi cái cho nó đàng hoàng. Mỗi lần đi nhờ xe một cái là đẩy muốn chết luôn à. Thì cái gì cái tôi cũng đẩy bà về tới đây cũng đỡ rồi. Kêu tí nó sửa đi, mốt tí có cái xe ngon lành mà đi trời ơi. Sửa gì nữa cô Năm? Đây nè, nó sửa rồi nè, nó sửa rồi mới nằm ị một đống nè, hồi đó là còn chạy được 5-10 mét vậy nó sửa đó. Bây giờ không có sửa nữa cô Năm, tí còn chuẩn bị bán xe rồi. Mày bán không lấy gì không chạy, thằng khùng. Trời đất ơi, bây giờ mua xe hơi, em bây giờ ai mà đi xe máy nữa cô Năm. Trời đất ơi, thằng này nó xạo thấy sợ luôn à. Này nó ảo tưởng rồi, tự nhiên không có tiền mà đi xe hơi. Nó mắc gì xạo nè cô Năm, con dặn trước cô Năm nha. Dạ. Tự nhiên là để cái cây ngay lối đi ta giờ. Mày bị gì á? Nói chung là bây giờ con học phong thủy, con phải để chậu bông đúng ngay đó đó. Con phải để đúng như vậy đó, làm ăn mới phát tài. Phong thủy cái đầu mày, cái này cái đường đi vô đi ra của người ta phong thủy cái gì? Mày để đây rồi ta làm sao ta đi vô? Ủa, đất này là đất nhà con, thì tất nhiên con có quyền để đâu rồi con thích rồi con làm thôi chứ mắc mớ gì cô la. Má ơi ông dạy con kiểu gì nó ngang dữ vậy trời. Đây nè, không có ăn nói hỗn như vậy được nghe không? Cái cổng đó là ta nhà ta trong đó. Để cho bà đi ra đi vô cho mày chơi đâu mà phong thủy mày học ở đâu mà tràn ác sát nhân. Mà mày đem cái cây mày tấn cái đó rồi sao ta đi. Thôi nói chung con không cãi nhau với tía đâu, con không cãi với cô Nam đâu, con để đó đó. Con không biết đâu. Ôi dịch. Trời đất ơi ông dạy con kiểu gì vậy? Hả? Ông nói ông cho nó đi học sửa xe. Rồi bây giờ nó ra nó phong thủy vậy nó chận luôn cái đường vô nhà của tôi là sao? Thì bây giờ nó tôi cho đi học sửa xe. Tụi tôi đâu có biết là nó khùng điên đâu mà về bây giờ nó dời đổi tùm lum tà la. Tôi nói nghe. Nó mà cái mượn ngang ngược về ngang, tôi khỏi ở đây, tôi đi chỗ khác tôi ở. Nghe, cho ông ở với cái thằng phong thủy của ông. Trời đất ơi, chồng sớm, có hai cái nhà nè. Con bỏ con đi rồi, tôi ở đây một mình, tôi buồn, tôi chết luôn à. Buồn gì? Ông ở với thằng con phong thủy của ông kìa. Để ta... Thôi nó vô, để tôi về, để tôi về. Nè nha, cô Năm. Nè nha, một lần nữa thôi, cô mà làm rụng một cái lá nào của con á, con đền cô 200 ngàn một cái lá đó. Cái thằng ôn dịch. Vô mẹ ăn học rồi mày học cái thói ở đâu mà ăn nói nhăng tàn vậy hả? Tía, ủa anh Tư, quỷ thần ơi hả, quá khá sao mà điêu tàn dẹp đâu hết rồi, bộ nợ nần như lắm phá sản là gì vậy? Trời ơi, vô không nói cái gì hay ho, nói câu vô duyên. Tự nhiên quán rồi ba cái ghế, ba cái bàn đâu mà dẹp hết trơn, còn có cái ghế để cô ngồi không vậy? Tôi mà phá sản rồi tôi trốn nợ rồi, không có đứng đây nói chuyện với anh đâu. Đó, bàn ghế nè, giờ uống đây ngồi nè, ngồi đi uống gì nè. Uống gì tôi làm. Thần thiên địa, bà nói bị gì vậy mà. Ê, trời, quên. Đi vòng ra ngõ sau giùm tôi cái, rồi đi lên nha. Cái này cửa chính là miễn tiếp khách. Cái gì? Ừ. Ủa bán quán mà không cho ta vô cửa chính, vô cửa sau là sao? Tôi nói là phong thủy, hiểu không? Ủa phong thủy gì vậy? Ai chỉ cô? Thì đó, đặt cái bàn chính giữa nè. Một cái bàn duy nhất, một cái ghế duy nhất mà phải đặt trình hình vô duyên như vậy nè. Thì phong thủy tài lộc nó mới ùa vô nhà tôi, hiểu không? Ủa hoài, biết ai chỉ tôi không? Ai? Tí con anh đó. Ôi trời ơi, mà hay quá nha. Công nhận anh cho nó lên Sài Gòn học, nó học được cái môn này giỏi ghê á. Giỏi là sao? Thì nó chỉ tôi làm phong thủy nè, tôi dẹp ghế hết. Vậy đó hả? Ừ, vậy còn cũng... ai muốn vô uống á, là phải đi vòng cửa sau ra ngoài trước, không được đi cửa trước. Trời đất ơi,
Hồi nãy giờ tôi mới nghe phong thủy mà chỉ kêu đó là quán xá gì dẹp ghế bàn ở trường cái vậy thôi. Còn khách vô phải đi cửa sau. Đúng rồi. Chắc ma vô á. Ma nó mới vô cửa sau. Bán quán gì kỳ cục gì? Nói vậy mà cũng nghe lời nó được nữa hả? Trời ơi sao không nghe? Nó giỏi chứ bộ. Nó chỉ gì tôi làm cái đó. Biết đâu mày mốt hả? Tôi dẹp quán luôn, tôi mở siêu thị sao? Siêu thị giống siêu thị thành phố hả? Đúng rồi, y chang vậy đó. Thôi thì tới cào xuống luôn đi. Sắp tới tôi cũng cào mà. Đang mặt bằng hết vậy nè. Rồi đi ra ngoài lỗ kiếm cái lon ngồi đó. Ngồi bán gì? Đậu phộng hả? Đi xin. Trời ơi, với anh nói chuyện cái gì mà không có hên không vậy? Đi xin gì? Tự nhiên quán xá vậy mà nghe lời nó. Tự nhiên sao được? Trời ơi, nó coi phong thủy cho tôi mà anh mắc cười quá. Thôi kệ tôi đi. Cái xóm này riết là tôi nói đó nghe. Nó náo loạn lên hết trơn. Sao náo loạn? Tự nhiên đi nghe lời một tí. Tôi á, tôi mới tức nè. Sao tức? Bỏ tiền ra cho đi ăn học, tốn biết bao nhiêu tiền của. Học nghề không học. Học ba cái phong thủy, phong tiết gì. Về để tuyên truyền tàu lao không à. Vậy mà cũng có người nghe hay thiệt chứ. Thì nó nói đúng, mình phải nghe chứ anh. Nói vậy đúng mà hả? Anh nghĩ đi. Có mất tiền mất bạc gì đâu. Nó bày cho mình làm, nó có vẽ tiền mình đâu. Thì mình nghe lời nó mình làm theo. Biết đâu mốt mình giàu sao. Bây giờ tôi chỉ để một cái bàn thôi. Không có khách tôi cũng mặc kệ luôn. Mới mốt tiền giàu bằng nhiều cửa khác. Hiểu không? Cửa khác là cửa nào? Thì tôi chưa nghĩ ra. Mình quên nữa. Nó chưa nghĩ ra. Nó nói với tôi là hỏi cái này là con chưa có học. Để mai mốt con học rồi con bài tiếp cho cô. Nó bài tiếp cho mấy bà trong đó mà nè, rủ nhau cùng nhau đi bán giấy xấu hết trơn à. Nói cái đang gì mà xui. Đang yên, đang bình, tự nhiên nghe thằng Tí mở phong thủy tàu lao. Thì anh nghe lời nó đi. Nó thay đổi phong thủy cho anh. Biết đâu mốt anh giàu. Giàu đâu chưa thấy. Mà tôi thấy trước mắt đó là mất cái tình rồi đó. Mất cái gì? Còn tôi ha, bây giờ có tiền trước cái đã, rồi cái tình tính sao. Xe cổ gì mới có xài có mười mấy năm mà hư chứ. Ủa sao nói thằng con nó đi học gì phong thủy gì á, nó chỉ cách làm tỷ phú, tưởng đi xe hơi chứ sao chạy xe của bắt dữ vậy trời. Chưa, nó mới có gần tới tỷ phú thôi chứ chưa có tỷ phú thiệt. Cái xe này nè, kỷ niệm mà bây giờ nó còn đòi bán ve chai lông vịt nữa đó. À, là xe kỷ niệm mới giữ ha. Ừ. Rồi cái cây đó, án giữa đường đó, chừng nào gỡ cho tôi đi. Không lẽ để đó làm kỷ niệm? Thì cứ để nó đi, thì chừng nào nó về, bữa nó đi rồi tôi giờ về vị trí cũ cho. À, chừng nào nó đi? Thì mười mấy bữa nữa. Thánh thần ơi, hôm nay là ông đặt cái cây đó là cái tuần lễ rồi. Mỗi lần tôi muốn đi ra đi vô là tôi phải leo rào mà gắt cái quần rồi, biết không? Hôm nay gắt mấy cái quần không biết không? Cho mười mấy hôm nữa tôi lấy quần đâu tôi thay. Tôi nhớ bà năm bảy cái không gầy cao lắm, rách năm cái cũng còn hai cái mà thay đổi cũng được rồi. Hai cái mà nó tới mười mấy bữa nữa nó mới đi lận ông. Ông tính mua quần cho tôi hay gì? Ơi thì lấy cái mền này tôi dẫn ngang đỡ đỡ ngủ thôi chứ có gì. Ủa mà mắc mới gì khi không cái dời cái mã trận giữa đường vậy? Cái đường người ta đi vô đi ra. Nó nói cái đó là phong thủy, trận ngang đó để cho tiền nó đừng có ra, biết không? Đây nè, nó còn kêu tôi đó, mai mốt đó dời mấy cái cây dừa đằng sau hè đó. Là vô nhà để giữa nhà luôn á. Còn cái nhà dời đi đâu? Không có dời đâu hết á, chỉ cần dỡ cái nóc để mấy cây dừa vô thôi. Ủa? Ôi, dỡ cái nóc rồi à, sao ngủ? Dân võng ngủ dưới gốc dừa phải không? Vậy vậy nó mới giữ được vàng bạc tiền của nó mới vô. Ủa, nó nói vậy là ông nghe luôn? Ông theo nó luôn? Tôi có thằng con à, tôi thương nó lắm. Ai, đập quá gì. Cà phê là ghim không? Ủa, hai người đứng đây làm gì? Trời đất ơi, cái xe vậy? Bà tội nghiệp cái xe ghê không? Có kìa cái vỏ xẹp lép luôn. Bởi vậy chạy cực ghê luôn, mệt quá. Ủa nè, có quán xá mà không bán sao tự nhiên đi bán rong bộ bể hụi hả? Trời nói gì vậy, bể đâu mà bể. Ủa, thế tôi bán hàng rong vậy hả? Ờ. Đừng. Quán sao? Đừng bao giờ tội nghiệp tôi. Tương lai là tỷ phú. Ủa tỷ phú gì? Đâu? Đóng cửa quán rồi. Ủa bộ nợ nần lắm sao phá sản rồi sao đóng cửa? Có nợ, bà này thì bể hụi, anh thì nợ. Anh nghĩ sao mặt tôi phúc hậu vậy mà tôi nợ, đúng không? Ừ. Còn anh. Sao nói nào ngay nhờ nó hay bà. Ừ. Nó kêu tôi đóng cửa quán đi rồi đi bán hàng rong như vậy nè,
chẳng mấy chốc là thành tỷ phú. Trời ơi, mấy ngày nay đạp, cho nó đạp giờ ê ẩm hai cái giò luôn á. Cũng cái thằng tí này không à, nó làm cái xóm này riết rồi đảo lộn lên hết trơn á. Nó kêu bà đóng cửa quán, đó, đi bán hàng rong. Rồi nó kêu tôi dỡ nhà đem mấy cái dừa dờ vô. Rồi nó kêu tôi tấn cho mấy bà này ra mấy cây cây ngay cái đường hẻm không cho ra vô. Tôi cũng không biết sao. Sao vậy, phong thủy tốt đó, nghe lời nó đi. Nghe rồi. Nghe chưa? Trận cây mai ngay giữa đường tôi đi á. Giờ mấy nay là đi qua đi lại là phải leo rách quần hết trơn rồi. Kệ nó dướng dướng vậy mà nó tốt chị ơi, kệ nó đi. Nghe. Tốt gì mắc người mà tốt gì. Để vài bữa nữa nó đi rồi tôi dời lại cho nó làm cái gì mà cằn nhằn hoài à. Nhằn sao không nhằn? Thôi bây giờ nè. Bà có quán, đóng cửa quán đi bán hàng rong. Đúng rồi. Thành tỷ phú. Ừ. Ông này có nhà dỡ nóc chọt hai cây dừa vô thành tỷ phú. Tôi về tôi gửi mày cái nhà tôi thành tỷ phú luôn. Ừ, thôi vậy đi cho nó gọn đây nha. À, bà. Bà nói bà gỡ nhà, vậy là bà muốn bán đất. Mà trời đất ơi, không được nha. Cái đất bà là tứ bề là bị dây quanh hết rồi. Coi như nó không có thông thoáng cái gì hết, làm sao mà bán được. Có ma mà mua nó nha. Nè, con nói cho cô biết nha, cô không được đi ngang đất của con. Bây giờ cô chỉ được quyền chui ngang cái hàng rào này thôi. Mày ngang ngược nó vừa vừa, tao nói mẹ con tao là tao quýnh mày bầm đầu nãy giờ rồi nha. Mày nghĩ sao mà cái thân già tao bắt mà chui hàng rào bữa giờ là tao chui rách hết mấy cái quần thôi. Thì bây giờ nói chung là con không cho cô đi nữa. Bây giờ cô muốn sao? Con xây luôn nguyên cái tường luôn, cô khỏi qua. Mày muốn tao chui qua hàng rào là cái quần tao rách liền ở đây luôn không? Hả? Mày tới đâu? Nói chung là đất là đất của con. Con có con không nè? Bây giờ tía con không có nhà, con không cho cô đi ngang nhà con. Trời ơi, cái thứ ngang ngược. Rồi mày mà sống kiểu này tao không ở đây với cha con mày nữa, tao bán nhà. Cô quyết định đó nha, cô bán nhà đúng không? Cô bán nhà thì con mua. Mày có tiền rồi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mày mua hả? Thì con mua tía. Tiền đâu mày mua? Tiền mày lên Sài Gòn ăn học cái nghề sửa xe đó. Cuộc sinh tao từng đồng từng cắt. Bây giờ tiền đâu mày mua? Mày nói tao nghe coi. Thì con lên Sài Gòn học phong thủy. Bây giờ con làm có tiền, bây giờ con đề thay đổi. Nói chung là con có tiền mua thôi, tí đừng có lo. Bây giờ mày mua nhà bà Nam không? Con mua hết cái nhà mà không phải mua cái nhà không, con mua luôn miếng đất luôn. Mày mua hả? Tao bán luôn cái nhà này nè. Rồi tao với bà đi luôn. Ok, cho mày ở đây, rồi mày tự tung tự tác, mày muốn làm gì mày làm. Gì vậy? Sao tự dưng tí đội bán luôn cái nhà này làm sao? Mẹ. Gì? Anh nói gì nghe lùng bùng lỗ tai vậy? Anh tính bán nhà hả? Bán nhà đi cho rồi ở đây chi? Trời ơi, nhìn gì? Lẽ ra là tôi mua cái miếng đất nhà bà, nhưng mà bây giờ ông Tư ông đòi bán nhà ông đi. Tôi ghét, tôi không mua luôn. Mua làm chi, cũng như không. Rồi, hiểu rồi. Hiểu gì? Già chứ thông minh dữ lắm. Kết ổng không? Mê ổng rồi bắt đầu gài đồ cho thằng này. Cái vụ phong thủy nè, nó không học hành gì trơn á. Gài nó đặng mà tôi bán nhà tôi đi chỗ khác, đặng gì ở kế bên ổng hả? Mơ nha sáu, mơ nha sáu. Ở đây là hai đứa tôi là chung đường chung ngõ là mấy chục năm nay rồi nha, không ai chen cho được đâu nha sáu nha. Cô có nghe cô sáu, tôi nói thiệt với cô đó, đất này tôi dẫn cô thiệt đó. Sao tự nhiên bây giờ cô xúi dục với cái thằng ôn dịch này nè làm cái nghề phong thủy? Ủa ở đâu ra vậy? Ai dạy nó? Đâu có đâu tía, có ai xúi dục con đâu. Tụi con đi học chứ bộ. Học, trời ơi, bán hàng rong đừng kiếm cớ đừng đi theo ổng hả? Trời ơi, quán xá ngon lành ổng bán tự nhiên, để xin đi bán hàng rong, trời ơi. Giờ qua mặt mấy người không được thì thôi, làm dữ vậy. Còn thằng kia, tao tính đem sổ nợ ra để xóa cho mày vì cái chuyện này, ha. Mà bây giờ cuối cùng không làm được cái gì hết. Khỏi xóa, coi như nợ của mày vẫn còn y thinh. Thôi bây giờ con không cãi nhau nữa, bây giờ con đi lên Sài Gòn, con học phong thủy tiếp. Bây giờ mời mốt con kiếm tiền, con về con mua hết miếng đất ở đây luôn. Ê, con nợ của tao. Trời ơi, muốn nói đi là đi à? Đi đi, rồi năm sau về ăn đám cưới tao với bà. Hả? Cưới ai vậy? Ghét, đây nè, trả nợ cho con trai anh đi. Ghét. Mày đi luôn đi, cái thằng ôn dịch vật. Đừng có về đây quậy phá nữa. Con cái gì đâu mà cho ăn học cho cố. Học nhiều chừng nào hư nhiều chừng nấy. 10 cái